ba mới lại chạy bàn mới lại các thứ thôi, mới rửa bát phục vụ được ba người. Hồi đấy bọn sau đe vào cũng nhiều, thằng cho câu cá này, thằng bán mồi cho câu này, thằng cho thuê cần này, ông đéo đâu, toàn bộ bọn đấy dịch vụ máy. Nghĩa là vào đấy khoảng chưa đến chỗ nhà hàng của anh ấy khoảng 200 mét, ngoài đầu này thằng cho thuê cần câu cá ngày này, thằng bán mồi này, rồi thằng các thứ đủ kiểu trên đời luôn, nó dịch vụ ăn theo của anh cực kỳ nhiều luôn. Ông đấy là trước ông ấy làm xi măng Hải Phòng với mình. Thật ra ông bảo làm xi măng, thật ra là kể cả cháu với đéo là bên chỗ nhà ông ấy, ông Thành về đấy phó thủ tướng, cháu nhà ngoại kể cả nó làm rồi, nó lấy cái kiểu như thằng bầm lát nó làm ở dưới nhiệt điện à, cái gì này kiểu than này, nó làm chỉ dạng lấy cái bảo hiểm nhé, chứ nó có làm đấy đéo ngày nào đâu, có mặt để lấy bảo hiểm thôi. Lương thì không được lên công kỳ một tí cao. Ui, thì mẹ ông đấy mà cứ mỗi lần đi làm xi măng cũng bỏ nhiều tiền lắm. Lại phí cao. Kể cả mấy anh em Thế về thôi. chòi nhà ông ấy uống rượu có thứ không được tiếc còn gì cả, cũng thoải mái luôn. Tiếc quản chức mình biết làm sao rồi. Đại khái là mấy anh em công nhân đây này, anh cũng thoải mái luôn. Bao giờ